Yêu, khi yêu cần phải ghi nhớ. Dạ dạ. Khi yêu mà cũng phải ghi nhớ mấy này sao phức tạp quá vậy? Yêu nhau thật lòng khó. Điều 1, khi yêu có nghĩa là bạn phải chấp nhận bạn sẽ phải nói dối. Dẫu biết rằng tình yêu rất cần sự chân thành, nhưng không phải lúc nào sự chân thành cũng cần thiết cho tình yêu của bạn. Nếu bạn nói với người yêu của bạn rằng anh ấy đã từng yêu em đắm đuối hay người yêu trước của em đẹp hơn anh nhiều, thì chính là điều đó đã dập nát đi tình yêu của bạn. Mình phải chỉnh lại chút đúng không? Chứ đâu phải như anh Nguyên Khang suốt ngày cứ chê mấy cô này thế này thế kia. Anh chê lời nói như vậy là được. Nhắc lại cái câu mà anh nói với em là gì? Người nào chê ta là kẻ thù ta. Thầy ta. Không, anh không thấy hả? Phải biết nói dối một chút xíu để làm vui lòng người bạn của mình. Ok rồi. Điều 2, phải biết tôn trọng những gì bạn đang có. Bạn đừng trông mong vào một tình yêu lãng mạn hay hoàn hảo, vì trên đời này không có gì là hoàn hảo cả bạn ơi, nghe chưa? Đúng rồi. Bởi vậy nên anh ế là tại vì anh lúc nào cũng trông mong sự hoàn hảo, trong khi anh á thì anh lại lũng quá chỗ hoàn này hảo. Lót chỗ kia. Anh lại quá hoàn hảo, em kiếm được người nào như anh đâu? Em kiếm được người nào hơn anh, em nói rồi đi. Vờ phát ra quá trời. Nè, đưa tay ra cái đụng anh Vi liền. Trời ơi, Vi có cái gì hoàn hảo? Đúng không anh Vi? Yeah. Trời ơi, em cứ nịnh không à, giấy tờ nhà anh vẫn còn đang giữ đó nha. Điều 3, đừng đòi hỏi quá nhiều khi mà yêu, vì cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng có đòi hỏi còn nha. Còn có giá của một dịch mà, đừng đúng có đòi không? Hỏi nha. Nếu bạn yêu cầu một món hàng với đầy đủ chức năng hiện đại nhất, nghĩa là bạn phải trả cho nó một giá cực kỳ đắt đấy. Đâu có ai trả nổi cho anh, cho nên là anh không thèm bán. Anh là vô giá. Cứ treo giá đi. Điều 4, bạn có biết trong tình yêu quan trọng nhất để giữ một tình yêu lâu dài là gì không? Đó chính là lòng vị tha. Nếu bạn biết tha thứ thì bạn sẽ nhận được sự biết ơn, tôn trọng và cả sự tha thứ khi bạn phạm lỗi từ đối phương. Thấy không? Nếu hồi đó tự nhiên mấy cô đi, cái anh Nguyên Khang anh dẫn người khác vô trong phòng thu, cái là mấy cô tha thứ. Nên sau này mấy cô dẫn Minh Xù về, cái nên anh phải tha thứ cho mấy cô. Mấy cô đi mà Nguyên Khang tha thứ cho quay trở lại. Nên em nói như vậy nó mới đúng. Em nói như kia là nó bị ngược rồi. Bây giờ đây này, còn điều câu đố này con mà. Điều năm cuối cùng còn... hãy yêu hết mình bạn nhé. Đây, còn dùng... một điều năm trên nè. Điều năm, khi yêu một ai đó bạn nên đặt niềm tin của mình vào người đó, nhưng không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn mù quáng trước người đừng đó. Đừng có tin. Vì chúng ta cần có một chỗ đáng để chúng ta đặt niềm tin vào, phải không? Bởi vậy nên mà nếu mà các bạn tin quá dễ dàng thì các bạn phải nhớ là tục ngữ có câu là đời đâu ai đoán được chữ ngờ u. Ừ, đó. Ngờ u. Bây giờ thì anh đố cho em để coi là chi số IQ của em như thế nào. Cái gì? Hồi nãy giờ anh còn anh tìm cho điện thoại để anh đố, chứ thiệt ra anh có nhớ gì đâu. Xe buýt có mấy bánh? 3, 2, 1, hết 4, giờ. 6 bánh. Xe buýt có 6 bánh. 6 bánh hay chưa? Câu tiếp theo. Khi cần ta ném đi, không cần không ném là gì? Bạn tắt cái tương đó cho tôi. 3, 2, 1, sai. Không cần không ném sao được? Cái mà ta ném đi khi ta cần và không cần không ném, đó là quả lựu đạn. Đọc câu hỏi còn đọc không rõ ràng nữa. Rồi ok, câu tiếp theo. Ở nơi đâu? Thôi câu này nó hơi nhạy cảm. Hơi mặn à? Hơi mặn. Mặc dù nó không có gì cả. Một người da đen châu Phi lấy một người da trắng, hỏi đứa con họ mới sinh ra răng màu gì? 3, 2, không có 1. Răng. Đúng rồi, sinh ra răng gì không có răng. Trong một khu rừng có một ngôi nhà tranh màu đỏ, trong ngôi nhà có một cái bàn màu đỏ, trên bàn có một cuốn sách màu đỏ, trên cuốn sách có một cây viết màu đỏ, hỏi cầu thang màu gì? 3, 2... Một ngôi nhà tranh mà không có cầu thang. Đúng rồi, chính xác. Mấy cô dạo quá, mấy cô là thân tao không thôi, đủ rồi. Nhiều đó đủ rồi. Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt? 3, nhắm hai mắt không thấy đường sao bắn? Mấy cậu đẹp biết hết trơn rồi. Không phải đâu, em giỏi đó. Rồi câu cuối cùng. Con gì còn đau khổ hơn con hươu cao cổ bị viêm họng? Em nhớ, em đã rồi. 3, 2, 1, hết giờ rồi, coi như xong. Em thua rồi đó. Còn bây giờ thì chúng ta con voi bị nghẹt mũi. Ca khúc ở vị trí số 12. Con voi bị nghẹt mũi. Với tiếng hát của OCD em bị rớt rồi, anh đếm xong hết giờ rồi. Ai đúng rồi.